Best Face Award. Xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh. Có số báo danh 337 Nguyễn Thị Lệ nào. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lệ Nam đã giành giải Best Face. Giải thưởng Best Face Award xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thúy Quỳnh với số báo danh 696. Sẹo của bạo lực gia đình đã có lúc tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cuộc chiến cá nhân, nhưng điều quan trọng nhất là tin vào giá trị của bản thân, đội vương miệng chính mình, viết tiếp cuộc đời bằng trang hành trình nhiệt huyết bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là một chiến binh và hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình. Know your value, wear your crown, write your own story. It's all of your warrior, so write on your dream. Thank you! Tôi, một cô gái đến từ miền núi, đã từng bị áp lực bởi mọi người cho rằng tôi quá hiền và nhạt nhòa. Gạt đi hết tất cả, tôi nỗ lực, phấn đấu, tập trung cho chính mục tiêu của mình là một người hành động vì cộng đồng. Cùng với dự án gắn liền với quê hương, tôi mong muốn đạt được ngôi vị cao nhất, trở thành hình mẫu về sự tôi luyện không ngừng. Bởi tôi tin rằng thành công là cả một quá trình cố gắng và thay đổi chính mình. If not born, then make. If not now, then when, and if not me, then who? Vũ Thúy Quỳnh, Điện Biên! Đón một đại diện tới từ Tiền Giang, số báo danh 337, Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô đang là người mẫu, diễn viên và làm kinh doanh. Tiền Giang, nơi Lệ Nam được sinh ra, là vùng đất của tứ linh quy tụ, mệnh danh vương quốc trái cây,
là quê hương của những vị hoàng hậu của đất nước, là cái nôi của nghệ thuật cải lương với thành phố 335 năm tuổi, thành phố Mỹ Tho. Chào mừng thí sinh cuối cùng của top 10, Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 696, trong trang phục dạ hội. Hoàng Vũ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008 với mục đích tìm kiếm và lựa chọn ra gương mặt sáng giá nhất, quảng bá thêm những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2008 Nguyễn Thị Lâm, số báo danh 23 Việt Nam. Phan Thị Hương là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015. Cô ấy đưa chúng tôi đến gần hơn với giới biên tập viên. Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Chưa bao giờ hai tiếng Việt Nam lại vang lên nhiều đến như vậy. I'm here, I am. I can do, you can do it. Hoàng Vũ Việt Nam 2019. Nguyễn Trần Khánh Phương. Braveheart, trái tim dũng cảm, là một đại diện bùng nổ truyền thống. Trái tim của Vân không có biên giới trong danh xưng hoa hậu. Nguyễn Thị Lập Châu. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Chủ nhân của chiếc phương tiện. The new Miss Cosmo Vietnam 2023.